Rồi ok mấy anh em, đọc phiên bản cập nhật thôi. Thì trò chuyện cùng cái nhà thiết kế Talk Show thì Talk with Design. Thì việc tiếp tục trò chơi chế độ giống nhau trở nên nhàm chán, liệu cái chế độ chơi mới này trong mùa giải này hay không. Ngồi ra đôi khi các máy chủ phải đợi tới 40 ngày để mở ra mùa giải, trong khi các máy chủ cũ không có gặp phải vấn đề này. Điều ảnh hưởng tới trải nghiệm của người chơi. Đúng, cái này giảm xuống 20 ngày thôi. Tại vì bây giờ người ta nạp tiền vô chơi game kiểu gì game điểm nạp tiền hết đó. nên nó lại kể cái cây chay không nạp ra, giờ có code thần đi nhanh lắm. Cái này nhiều người nói rồi, cái này góp ý hoài. Giờ đâu cần những nhà phát hành nói, cái này người chơi thì góp ý quá trời từ mùa trước tới giờ. Chúng tôi giới thiệu cái chế độ mới trong mùa giải hiện tại có 3 hướng chính lên kế hoạch, giao lưu ban hội, rồi cái này đang có hay. Lễ hội vui nhộn, cái này đâu phải là mới, cái này cũ nha. Cái này là cũ, cái này không phải là mới nha, cái này là đồ cũ rồi. Cái này là nhai đi nhai lại, cái này no hope. Hoạt động hàng ngày. No hope luôn. Mọi người biết á, bữa giờ mọi người đang mong cái gì mà người chơi thất vọng cực kỳ không? Cái chế độ 1-1 vinh dự. Cái chế độ 1-1 vinh dự. Cái chế độ 1-1 vinh dự á, mời chế độ bạn bè 1-1 vinh dự á, không có. Nhà phát hành đang thất hứa cái đó. Có nghĩa là nó sẽ có trong cập nhật vừa rồi rồi, nhưng mà cuối cùng không có luôn. Trong khi thiết kế tính năng mới, chúng tôi sẽ đảm bảo không thể hiện tất cả các nội dung mới, kể cả máy chủ châu Á, máy chủ Thái Bình Dương. Chúng tôi nhận thấy về khoảng cách thời gian giữa các máy chủ để giải quyết vấn đề này. Ok, cái này hệ thống quản lý GUI hiện tại không thân thiện với người dùng, có lẽ kế hoạch tối ưu hóa ngồi ra thêm tính năng trang trí GUI. Ok, cái này hợp lý, chúng tôi sẽ thể hiện cái hết GUI bao gồm giới hạn thông báo của GUI, giảm thời gian cập nhật nhiều tính năng, ngồi ra chúng tôi sẽ thông báo nhiều chế độ GUI cập nhật nhiều tận hưởng tham gia, mặc dù chúng tôi đang cân nhắc tính năng trang trí cho nguồn lực, tính năng này không phải là ưu tiên hàng đầu chúng tôi thời điểm này. Cái này ra cho vui. Có quá ít sự kiện cung cấp có thể nào để thêm mà cái đá đây là cái viên đá nâng cấp nha. Về phần thưởng, cách tiếp cận chúng tôi tăng dần khi chúng tôi giới thiệu về các sự kiện chế độ chơi mới thay vì trực tiếp sửa đổi phần thưởng. Tương tự đối với chế độ này, ví dụ như sự kiện chúng tôi sẽ đưa ra nâng cấp cái này tiếng Anh nhưng tôi chịu, một cái gun nè, một cái này là gì, cái này là cái gì mấy anh em, cái này tôi không biết nha, cái từ này là Crystal Star, này là cái gì tôi không biết nha. Chúng tôi sẽ cân nhắc thêm nhiều phần thưởng trong cái chế độ hóa hơn và sự kiện chế độ mới sắp tới là pha lê tinh tú rồi. Đây nè, cái chỗ này nè, đây là thêm cái pha lê để giúp giải quyết khó khăn trong việc thu thập cái đá nâng cấp vũ khí độc quyền. Chúng tôi sẽ dự định thực hiện các điều chỉnh sau: giới thiệu các vật phẩm khôi phục lại trang bị độc quyền. Ủa, tôi có đọc lộn không vậy? Có dịch sai không vậy? Ủa, tôi có dịch sai không? Tôi có đọc sai không? Uầy, uầy mày, cái này nếu như thật sự nó là sự thật nhưng mà nó cứu vớt cuộc đời biết bao nhiêu thằng. Trời ơi má, tôi nói mấy ông mà đăng CTA mấy ông được cứu rồi đó. Trời má, cái này mà nó ra thiệt sự luôn là cái này cứu biết bao nhiêu cuộc đời của những con người sa ngã luôn á. Trời ơi má. Cái này cái ông mà cộng CTA 23 ngày hôm qua là cứu, trời mẹ cứu được biết bao nhiêu con người luôn mấy anh em. Rồi nếu thực sự nhà phát hành mà ra được cái này thì cứu vớt lại được lại game rất nhiều game, cứu vớt lại những con người sa ngã rất nhiều. Thêm tính chất chơi gì? Thêm tính chất thời gian dựa trên anh hùng, số anh hùng có thể chịu kiểu cửa hàng. Rồi ok. Cái này hay nè, cái này là cái quan trọng nhất nè, trong bản cập nhật là cái này là hot nhất nè. Rồi. Chỉ có một vài chế độ trò chơi yêu cầu sự kết hợp giữa người chơi, chúng ta cảm thấy hợp tác với người chơi trong tương lai hay không. Có sẽ chế độ theo nhóm, sẽ có chế độ đấu theo nhóm mới trong phiên bản 1.2.3. Chúng tôi sẽ đưa thêm nhiều tính năng cộng tác hỗ trợ và chế độ sự kiện tới, ví dụ như cái này sự kiện chế độ cho phép người chơi chiến đấu cùng nhau. Cái này nói sao ta, thực sự là đang cần một cái chế độ gọi là ví dụ như vinh dự là 1-1 đúng không, rồi mấy anh em đi cướp đá là 2v2 đúng không, bây giờ đấu trường 2v2, đấu trường online. Đấu trường online mời hai bạn vô, mỗi thằng bỏ ra 3 tướng, xong quýnh. Cũng được, nói chung là ra cũng có, cũng hay, thêm cái mới này. Mà sao cái mùa giải này tự nhiên kéo dài 4 tháng ta, cái việc mà đưa cái mùa giải này 4 tháng có lâu quá không anh em? Đáng lẽ cái mùa giải này nó nên kéo dài cũng cỡ tầm 3 tháng thôi, hoặc là 2 tháng rưỡi thôi anh em. Cái mùa giải này 4 tháng thực sự là nhà phát hành có kéo dài nó quá lắm không? 4 tháng là thực sự rất lâu luôn á, tôi qua Tết luôn á mọi người. Đã làm cái season sau mà chưa tới collab nữa. Hiện tại sự thật
Hiện tại sự thật rất mất kim bằng nghiêm trọng, rất mất sức mạnh giữa một số anh hùng. Nè tôi nói nè, từ từ để suy nghĩ cái này nên nói hay không, thôi nói ra mất công bị gây quơ. Ôi cái này thiệt nha, cái này phải công bằng lại, cái này phải công bằng lại, cái này phải sửa lại nhiều, cái này phải nếp nhiều. Đầu tiên là nếp trừ 50% năng lượng thôi, trừ 50% năng lượng thôi, hoặc là nó lúc mà nó target á thì đừng có miễn đam nữa, miễn hiệu ứng khống chế thôi, đừng có miễn đam nữa, mẹ vừa miễn đam vừa miễn nhiễm hiệu ứng khống chế nữa ngay chơi. Ừ, nếp 50% thôi, đá 50% mana rồi lúc mà nó bay á thì giảm miễn nhiễm hiệu ứng thôi, đừng miễn nhiễm đam nữa. Có cách nào thay đổi không bằng hiện tại không? Tôi hy vọng của Chippy và mấy cái đã tham gia trận chiến thật tuyệt vời, nhiều chế độ liên kết cho người tào lao. Chippy lại cũng này làm cái gì? Mặc dù chúng tôi sẽ không chi yếu bất kỳ anh hùng nào, chúng tôi sẽ tăng sức mạnh cho những vị anh hùng. Xin hãy tâm vào chúng tôi trong người anh hùng vì sự chiến đấu của họ trong tương lai. Cái này bình thường. Thứ hạng của tôi liên tục lại phía sau vì tỷ lệ rơi bù phép của hiện tại. Ồ cái này nghe tào lao. Cái người mà đặt cái tỷ lệ rơi bù phép này là cái người không đi được Gula. Mấy bạn không đi tướng. Thiệt. Tôi nói những bạn nào mà lấy tay si đâu, các bạn hãy cho tôi một cánh tay. Một tuần tôi càng quét 4 ải 25 của tay si thì tôi đâu đủ, tôi đâu thiếu đâu. Tiệt. Các bạn nào có tay si các bạn giơ tay. Cái này là những người không có tay si, những con người không có tay si là một. Những con người chỉ nâng Lily May và nâng Odai là hai. Chứ các bạn nào mà nâng rải đều ra, các bạn nâng rải đều ra tất cả full 3 sao, tất cả full đồ hình các bạn rải đều ra 3 sao, các bạn đều đi lên được 25. Tôi bảo đảm luôn, nếu như các bạn nào nạp tầm trung nha, các bạn rải đều 3 sao, các bạn không dùng Lily May, các bạn không dùng Odai, các bạn rải đều tướng ra, phơm tướng của bạn đầy đủ, các bạn ít nhất là bây giờ là ít nhất là phải có 4 ải Dula tầng 25. Hoặc là có ít nhất 4 ải tầng 20, hoặc là 5 ải tầng 20 luôn. Bạn nào có sói 3 sao là các bạn đi được 5 ải tầng 20. Nha. Đấy. Rồi ok. Dựa trên phản hồi của người chơi quan sát chúng tôi tăng hiệu ứng chế bù phép thuật. Cái này phải hạn chế lại. Cái này không được. Cái này thực sự là nhà phát hành nghĩ cho người chơi, nhưng mà mọi người biết sao không? Cái bù phép này sẽ làm ảnh hưởng tới tập hệ. Cái bù phép này sẽ ảnh hưởng tới tập hệ rất nhiều. Tại vì sao? Tại vì cái bù phép này nếu như mà làm ra nó sẽ ảnh hưởng tới tập hệ cực kỳ lớn. Tại vì có những đáng lý ra là ví dụ như có những con á mà nó yếu, ví dụ như con Simbad đi, làm gì cái cửa của như Lily May trong đấu trường. Nhưng con Simbad đi mà ra ngồi đấu trường đặc biệt, con Lily May không có cửa như con Simbad luôn. Tại vì sao? Con Simbad nó sẽ có cái bù phép giải. Con Simbad nó sẽ lướt theo con Lily May. Nó sẽ lướt khắp map luôn, và con Simbad này nó cắt rất là đau mà nó không bị nó cái bù phép. Có những con cái bù phép ví dụ như là con Simbad nè. Con đó là đam nhang, còn hỗ trợ của con mạnh nè, Viper. Con gì con thằng người cây, sorry mọi người tôi không nhớ tên nó, để tôi mở hình lên con này. Con này bù phép rất ngon, mà mấy anh em nào đang nuôi nó thì mấy anh em sẽ rất là ngon khi mấy anh em đang mấy anh em chơi nó ha. Từ để tôi cái cửa sổ, tôi không nhớ tên cái con quần quỳ đó là cái con gì nữa. Mở mấy anh em coi, tôi nói là cái bù phép này nó sẽ bị lỗi rất là nhiều, cho nên là đừng có lạm phát nó, không nên lạm phát đâu. Cái lạm phát này nó sẽ gây ra cái chết mẹ ạc bạn ao mất tiêu rồi, ạc bạn ao mất tiêu. cái con mà cầm cái trưởng bên pháp sư có sự kinh điệp đẹp á, tôi không nhớ. Con của pháp sư mọi người có sự kêu tăng nổ crit chí mạng á, không nhớ là con gì. Thì cái bù phép của những con pháp sư á ở thời điểm hiện tại đang quá mạnh. Em pháp sư ở phiên bản cũ á nó quá mạnh nha mọi người, mà nếu như mà bơm bù phép vô lương lại là cái meta nó sẽ thay đổi quá nhiều. Nha, cái meta nó sẽ thay đổi quá nhiều, làm cho lỗi á, nha, nó làm cho lỗi game á, cái bù phép này nó làm cho bị mất cân bằng giữa những người mà nạp tầm trung với lại những người không nạp á. Cho nên là cái này nên hạn chế này, không phải cái thứ gì mà bơm vô game nhiều nó cũng tốt đâu nha. Anh em nào mà quýnh cái map đấu trường đặc biệt á, đấu trường tối cao á, thì mấy anh em thấy là pháp sư đang làm du, mà trong khi đó những con tướng sát thương vật lý mà đam như Odai á, hoặc là đam theo kiểu mà đam đơn á, đam bắn từ xa á, là sẽ bị đuối lắm. Mà cái kiểu những tướng pháp sư đam phép á đang ngon mọi người, tại vì cái di vật của nó, cái bù phép của nó quá ngon. Cái di vật lại cái bù phép á, nó đang gia tăng chỉ số cho những tướng pháp sư quá ngon mọi người. Cho nên là bơm cái đóng bù này vô nó sẽ bị lỗi. Ví dụ như con Tây Si á, con Tây Si tự nhiên mới ra luôn cầm ba cái bù đỏ luôn, sao mà chơi nha. Mấy anh em nào chơi cái đấu trường tối cao nào mà mấy anh em sẽ thấy là cái bù của đang lỗi rất là nhiều, mà bơm cái bù nhiều nó sẽ làm cho khoảng cách giữa cái người mà có tướng nhiều đi được ải đu la nhiều nó sẽ càng ngày càng giãn cách so với những người mà nạp tầm trung hoặc là không đi được nha. Đấy. Cái chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ bật auto ở thời điểm hiện tại, tốc độ chơi ổn, cái này bình thường mà. X3, X4 cũng như skip X. Ồ cái này có mà.
Ủa cái này có từ lâu mà thêm cái này chi nữa, không hiểu. Mọi người biết không, cái nhà phát hành cập nhật cái này là sai, nhưng tôi mong anh em, anh biết mấy anh em nhà phát hành cập nhật dở gì không, cái này bảo đảm luôn mấy anh em sẽ đồng tình với tôi, mấy anh em sẽ đồng tình quan điểm với tôi, có một quan điểm này cực kỳ đúng. Xem lại trận đấu luôn luôn bị tối hình ảnh hơn, bị giảm độ sáng. Cái lúc mà tôi muốn là cập nhật lại là lúc mà xem lại trận đấu á, cái độ sáng nó lên hơn, và bỏ cái xem lại trận đấu luôn. Cái thanh xem lại trận đấu nó nằm một ô bên đây nè, hoặc là cái xanh dòng giữa xem lại trận đấu nó nằm xuống ở dưới để coi được toàn bộ trận đấu. Mấy anh em để ý, mấy anh em quay lại trận đấu, mấy anh em record gửi cho tôi, chất lượng hình ảnh, chất lượng màu rất thấp, đúng không? Mình xem lại một trận đấu, mình xem lại từng chi tiết nó rất khó so với cái việc mà mình coi trực tiếp, đúng không? Tại sao mấy đó mọi người không góp ý? X3X4 bỏ qua có rồi, mà trong khi đó những cái mà BK đấu trường người ta đang muốn xem lại, ví dụ như tại sao là con Tây Sĩ đi trước, tại sao là con Lily May đá ngay rình, tại sao là có những chuyển động hình ảnh, mà tại cái thứ đó người ta là cái chế đó, là cái thứ đó là người ta đang cần gì, là người ta muốn coi lại một cái trận đấu, đúng không? Người ta muốn coi lại một cái trận đấu mà chất lượng hình ảnh màu nó tốt hơn để người ta coi lại những cái chi tiết. Cái đó mới là cái cần chỉnh sửa đó. Tôi hy vọng các cửa hàng trưng bày sẽ nhiều loại mỹ phẩm và trang phục hơn. Ok, này trang phục thôi, bỏ qua. Người chơi thất vọng vì bỏ lỡ sự kiện tuyển dụng tăng tỷ lệ cho các anh hùng mạnh mẽ, có điều chỉnh được lên kế hoạch giải quyết vấn đề này không? Cái này bình thường. Chúng tôi dự định giải quyết vấn đề này bằng cách đưa anh hùng đã giới thiệu trước đó vào cửa hàng thiêu mù. Ngoài ra chúng tôi đang tìm giải pháp để cải thiện tính năng trải nghiệm của người chơi mới. Mọi người biết gì không? Ở Việt Nam. Ồ, cái này chắc mọi người cũng nói rồi đúng không? Cái này chắc nhiều bạn đang trao đổi là tụi tôi không được test. Những người làm nội dung chứ không có active test. Lúc đầu thì có nha, lúc đầu thì có, nhưng mà được có đầu mùa. Lúc mà ra bot thì được test là lỗi đam, test cũng không được cái gì hết. Chỉ vô nâng cấp tướng lên là quay được một số con nha mọi người. Đáng lý ra là phải cấp cho mấy người làm nội dung á có active test để làm. Bây giờ một lần đi mượn mấy bạn top cũng ngại lắm mọi người. Thì đa số đi mượn mà không có ạc test, kể cả người làm nội dung bên nước ngoài cũng vậy, họ cũng tự nạp vô họ chơi không có ạc xem test. Thế nên là cái việc mà để biết được tướng như thế này, tỷ lệ như thế nào, rồi các kiểu là tướng nào ra mắt mới cũng khó, tướng nó mạnh hay không, đa số giờ người chơi người ta sẽ tự trải nghiệm luôn rồi. Đấy, tối này tùy. Có sự giao thoa sắp tới không? Vâng, chúng tôi đang chuẩn bị một sự kiện giao thoa giới hạn mang đến trải nghiệm cho người chơi game đa dạng hơn, sự kiện đi kèm với các nhân vật mới, cốt truyện mới trong chế độ mới không? Mọi người biết bây giờ game đang cần á, đang cần một cái gì không? Đang cần một cái thôi, bảo đảm game này sẽ hot liền và tăng doanh thu liền. Mấy biết game đang cần gì không? Và tôi đang rất mong luôn, collab. Game này đang cần collab, nhưng mà game này tự bóp bản thân mình, tại vì game này đưa lịch ra tướng hết rồi. Collab là phải qua Tết. Ít nhất là game này để mà collab thì phải qua tới tháng 2 năm 2025 thì mới có tướng collab với anime. Phiên bản sắp tới chúng ta sẽ có 15 ngày, 20 ngày của Hawking, 20 ngày, 20 hay là 15 ngày của Sonja, rồi thần, rồi một con mới nữa, thì phải qua Tết thì may ra mình mới có một con tướng mới ở trong mùa giải. Một cái tướng collab anime mà game này đang rất cần collab nên phải season, phải nửa season mùa sau đó, là cho nên là phải có collab, cho nên là sẽ rất khó mọi người. Thì cái bản cập nhật này hơi thất vọng, có một cái này cứu vớt lại cái bản cập nhật này, có một cái cứu cả cái bản cập nhật này luôn, là cái này đúng một dòng duy nhất, cái mà người chơi quan tâm nhất là cái này, đúng một cái duy nhất thôi. Còn lại mọi thứ còn lại đều vô nghĩa hết. Theo quan điểm cá nhân của tôi nha, thì đúng một cái này cập nhật lại là cứu vớt cái meta, cứu vớt phiên bản này thôi. Và cái cập nhật này nó không kéo người chơi mới. Cái cập nhật này không kéo người chơi mới nha, cập nhật này không kéo lại người chơi mới, cập nhật này là chỉ là hỗ trợ người chơi cũ thôi, còn người chơi mới người ta vô thì người ta có khó nha. Ví dụ như mà mùa tới chúng ta sẽ collab với những anime, nếu như collab mà đang hot đó, ví dụ như là thợ săn diệt quỷ, rồi gia đình gián điệp đấy, rồi gọi tôi hay gọi là gia đình siêu nhân đó, hoặc là con gì ta với collab với bộ anime mà cũng đang nổi là cái bộ mà pháp sư tiễn tán, friend, hoặc là bố già về hưu,
rồi bộ thầy cúng online. Rồi phải quay bù, kể cả game cũng vậy, kết hợp với game cũng được, Wukong chẳng hạn kết hợp với Wukong cũng vậy. Mấy bạn donate tôi bên ngân hàng đó, tôi chưa mấy bạn nào mà donate bên ngân hàng thì mấy bạn à, tôi quên nha, tôi nhắc các bạn bên nước ngoài nha. Mấy bạn mấy à trừ 61 là sao, Lê Trung Thành trừ 61 là sao, trừ 61 là sao, luôn luôn chưa thấy nha, nãy tôi thấy bạn Lê Trung Thành đó, còn có bạn trừ 61 nữa không biết trừ. Tôi thấy có mấy bạn chuyển tiền bên nước ngoài á mấy bạn chuyển tiền bên nước ngoài á, tôi với bạn chuyển tiền á, bạn ghi chuyển tiền ủng hộ hay chuyển tiền gì đó nha, mấy bạn đi chuyển tiền á, bạn ghi miệng nhiều không, đi ghi chuyển tiền xong ngân hàng nó giam tôi, nó bắt ra tôi ngồi giải trình mẹ ngân hàng dạo này ác lắm em mà, ngân hàng dạo này bắt bắt đi chuyển tiền xong rồi giam tiền lại người nước ngoài, xong rồi chuyển giam tiền lại xong bắt tôi đi giải trình mấy em bự lắm đừng ghi gì hết, thà đừng ghi gì hết đó. Dạo này nó sợ chuyển tiền đi rửa tiền á, tôi đang mong nó ra chế độ một một vinh dự luôn á, thì tôi đang mong nó ra chế độ một một vinh dự luôn á. Tôi là một người rất thích chơi vinh dự nha, con game tôi đồng hành với con game này là nhờ cái vinh dự nha mọi người, thiệt tôi đồng hành với con game này là một phần là nhờ cái vinh dự, nếu như mà không có vinh dự thì tôi không chơi game này đâu. Cái vinh dự tôi ai ai mà xem tôi từ đầu á, tôi ngồi đêm á, tôi có nguyên một tuần luôn, tôi quýnh tới 2-3 giờ sáng tôi quýnh chế độ vinh dự luôn á. Mà nếu như mà vinh dự nó ra chế độ online á, là ra chế độ online một một á, thì tối tôi có chuyên mục ví dụ như là solo với viewer nè, rồi tổ chức giải solo vinh dự nè, rồi làm content về vinh dự nó sẽ hay hơn, tại vì trong đây là mọi người biết không, làm content vinh dự view thấp á, đâu ai xem đâu, có chừng có tầm 100 người 200 người xem mà, nhưng mà vẫn có người thích nha, vẫn có nhiều bạn, tôi biết là vẫn có nhiều bạn rất thích chơi chế độ vinh dự, mà do các bạn chơi bây giờ bị chán á, các bạn cứ đi lặp lại một đồ hình nó bây giờ mang huyết nó mạnh quá, thì nếu như mà nó ra lại chế độ một một vinh dự đi bây giờ ao làng nó giải ao làng mở chế độ vinh dự, tối các bạn vô solo với nhau, hoặc là tôi tổ chức giải, tôi làm cái áo đấy, ví dụ như tôi làm cái áo AFK, áo tôi quanh bên mi, tôi làm cái áo đẹp lắm nha, đây đây là cái áo được tôi chi ân đây là cái áo được tôi chi ân bên cộng đồng quanh bên men của tôi đấy, là đây là cái áo tôi làm từ quanh bên men nha, tôi làm áo AFK tôi làm sẽ như thế này, đây đây đó, ví dụ như tôi làm bạn nào vô địch đi, ví dụ như quýnh mấy mùa một mùa vô địch đó, tôi tạo ra bạn sẽ làm như thế này, đây hai mặt đàng hoàng nha, em win chắc cũng được đây nha, đây đó là đây là áo của quanh bên men, đây là logo kênh tôi là man con metabat là con chày đó, thì AFK tôi cũng làm như chị rất đẹp nha, áo chất lượng này là cực kỳ đẹp luôn nha, đó thì tôi sẽ làm giải cho các bạn như vậy, tôi đang mong cái chế độ nó ra để tôi làm được nhiều content hơn, chứ bây giờ nội dung chết mấy anh em, giờ nội dung làm khó lắm, bây giờ làm nội dung tối vậy bê nghiên cứu về tướng phân tích này phân tích kia thôi, muốn tạo ra một cái sân chơi mấy anh em, ví dụ như trong Discord của tôi thì tôi thảo luận về bê nhiều, còn mà ở thời điểm hiện tại thì chưa có nhiều cái mà để mà khai thác nội dung, cái này là trong phiên bản cập nhật và tôi chỉ để đến cái này thôi. Và có một cái nữa thì tôi mong nha, tôi mong mấy bạn tác động tới nhà phát hành giùm ở cái chỗ này nè, cái xem lại trận đấu á, tăng cái độ sáng của trận đấu lên được không, và bỏ cái chữ hiển thị xem lại được không, thiệt cái chỗ này nhiều bạn gửi video cho tôi các bạn không, nhiều bạn gửi video cho tôi buổi tối á, mấy bạn gửi video bằng màn hình dọc á, buộc tôi ngồi tôi coi khó cực kỳ luôn, mấy bạn nào gửi bằng PC á thì còn đỡ nha, đủ nhiều bạn gửi bằng màn hình dọc tôi chịu các bạn à, thiệt mấy bạn gửi bằng màn hình dọc á tôi ngồi tôi coi á, nhiều mấy bạn gửi video cho tôi lắm nhưng mà coi bằng màn hình dọc á coi không thấy, phải ngồi tôi bỏ vô cái Canva hoặc là tôi bỏ vô cái phần mềm zoom lên á, tôi zoom lên tôi mới coi được là trong trường hợp mà con bướm nó ru ngủ hay là cái con của bạn nó thi triển kỹ năng chậm hơn hay là do cái vấn đề gì đó tôi coi không có được, mọi người cái màn hình nó tối quá. Nó còn thay đổi cái này, thực sự thay đổi trong cái bản cập nhật này chỉ dành cho người cũ thôi nha, theo tôi đánh giá thôi. Rồi ok thằng đúng không, thì tôi được hỗ trợ bạn gửi thằng, các bạn muốn coi hình thằng không, bây giờ các bạn muốn coi không, bây giờ tôi mấy bạn suy nghĩ đi, bây giờ mấy bạn muốn coi không, mấy bạn coi vô bạn khóc ráng chịu nha mấy bạn muốn coi không, mấy bạn muốn coi con thằng đó không, mấy bạn suy nghĩ chưa, mấy bạn muốn coi con thằng đó không,
Đây cái bóng của bạn coi trên hành trình AFK, chắc bạn coi bóng này, con này là con không phải là pháp sư nha, con này là chiến binh nha mọi người. Đây nó đây nha, đây cho mọi người suy nghĩ nha. Đây chúng ta sẽ có hai con phút cuối đây, nó đây, cái bóng này mọi người coi cái bóng này đúng không, nó là chiến binh nha, quay xe rồi, không phải là pháp sư đâu, nó đây. Đây nó đây, các bạn coi cái hình này đúng không, đây hình này đúng không, đây các bạn thấy hình nó rồi, đây đây là cái bóng của nó đúng không, rồi đây là cái mặt của nó, đây cái mặt của nó có trong hình luôn rồi, đây đây cái mặt của nó đây mọi người, đó cái mang y chang luôn, đây nó đây mọi người nha, đây nó đây, đây hình nó luôn, có hình luôn, đây nó đây, rồi đây nó đây nha, nó đây. Rồi đó nó đó mọi người. Còn con pháp sư là con khác nha, con pháp sư, con pháp sư là con băng kia nha. Rồi ok đấy, con này là chiến binh nha mọi người, con này là chiến binh, con không là pháp sư nha, con sau, con sau cùng, con cuối cùng mới là con pháp sư nha. Rồi ok nha, đấy thì nó là người cá mà. Rồi ok xong nha, đây là full bản cập nhật đấy, phiên bản cập nhật sắp tới, chỉnh sửa khá là nhiều. Rồi ok xong nha. Hawking hả? Hawking thì mai ra rồi, Hawking thì tuần sau ra rồi, giữa tuần sau ra rồi mọi người, cần gì nữa, cần gì C-Boy nữa, Hawking là giữa tuần sau là ra rồi, khỏi cần nha. Hawking còn mấy ngày nữa hả? Hawking nó còn mấy ngày nữa là ra nè. Hawking là giữa tuần sau là ra rồi, khỏi cần C-Boy nữa mọi người. Hawking là chiến binh nha, đợi đi còn mấy ngày nữa nè, thôi ok.